tuyến phố đông đúc và nổi tiếng nhất thủ đô, phố đi bộ Hoàn Kiếm, Tống Duy Tân, Hàng Hòm, nhà bảo tồn biệt thự Pháp Cổ, trung tâm văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm, ngõ Tạm Thương, Yên Thái. Gia Vắc tự hào là đơn vị cung cấp cho toàn bộ nắp hố ga kỹ thuật trên các tuyến phố đi bộ. Các nắp kỹ thuật được đảm bảo tính bền vững theo thời gian vì có khả năng chịu tải cao, đáp ứng mật độ di chuyển trên nhiều con đường. Mỗi nắp hố ga kỹ thuật đều có tính năng chống nước, ngăn mùi với gioăng cao su được bao quanh nắp. Mỗi tuyến phố đi bộ có những nét văn hóa riêng là điểm nhấn nổi bật của thủ đô, tạo nên không gian vui chơi và tận hưởng khoảnh khắc thảnh thơi cuối tuần. Vì vậy mà các nắp hố ga của Gia Vắc đã khéo léo biến hóa ẩn mình, hòa vào tuyến phố, đem lại vẻ đẹp tự nhiên, không để những hố ga cản trở trải nghiệm thư giãn của mọi người. Nắp bể ngầm Gia Vắc được sản xuất với công nghệ hiện đại, thiết kế thông minh. Mỗi nắp được làm hoàn toàn bằng inox 304 cao cấp, vật liệu chống rỉ, chống ăn mòn trong hầu hết các môi trường, tuổi thọ lâu dài. Thi công và lắp đặt đơn giản, tháo lắp dễ dàng, chất liệu inox càng đi càng sáng. Mỗi nắp hố ga của Gia Vắc như những viên gạch đặc biệt trên con phố, nhẹ nhàng che đi những hố ga trên đường mà vẫn không quên đảm bảo những yếu tố cần và đủ của một nắp hố ga kỹ thuật. Đơn vị chúng tôi đã dùng sản phẩm của Gia Vắc rất là nhiều năm nay rồi và chúng tôi hoàn toàn yên tâm, tin tưởng về giải pháp và công nghệ của Gia Vắc. Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều công trình sử dụng sản phẩm của Gia Vắc hơn. Mình không nghĩ đấy là một cái nắp hố ga bởi vì trông nó rất là tự nhiên. Nếu mà không để ý thì thực ra mình cũng không nhận ra đâu. Bởi vì nó khá là giống những cái viên gạch ở bên cạnh ấy. Công nhận là bây giờ cái nắp hố ga nó tân tiến thật. Cái lắp bể trước cửa nhà cô tưởng nó là như viên gạch. Thế nhưng mà trông nó rất là văn minh. Khi sử dụng nó không bị bốc mùi. Cô thấy rất là hài lòng với lại cái quy trình làm như thế.